Hello, chào tất cả các anh em nha. Mình là Ten Power đến từ cộng đồng đấu trường thú Việt Nam. Hôm nay mình mang đến với tất cả các anh em một trận ACB giữa bạn Huy Nguyễn là Vegito và bạn Phú Thịnh là bạn Mr. Duck nha anh em. Đầu tiên là mình cùng xem con China của Vegito có đánh bại được con Yugo của Mr. Duck hay không đây. Bạn Mr. Duck cũng khá là lâu rồi không có lên TV, không biết là bạn có còn giữ được phong độ hay là không đây. Còn bạn Vegito thì hiện tại bạn là một tân binh, anh em có thể nói là tân binh khoảng 2 tháng nay thôi. Nhưng mà bạn lên trình rất là nhanh nha anh em. Do là bạn này bạn siêng tập đấy. Bạn nói chung là bạn không có ngại cào nào hết đấy. Cái thái độ của bạn rất là tốt cho nên là bạn được các cái người chơi có thể là cao thủ ấy luyện tập cho rất là nhiều cho nên là trình độ của bạn này lên nhanh như gió vậy anh em. Chúng ta sẽ cùng xem ở trận đấu này bạn có đánh bại được Mr. Duck, một người chơi kỳ cựu hay là không đây. Một cái pha bật dậy rất là tai hại của Vegito. Hất lên không, xong game rồi. Chúng ta sẽ cùng với round tiếp theo. Hai nho rất là nhanh. Với một cái màn giới thiệu nhân vật thôi mà đã hai nho rồi. Mình chưa kịp nói gì luôn, hai nho cho Mr. Duck rồi anh em. Ok. Lại bật dậy nữa của Vegito. Những cái pha bật dậy rất là tai hại của Vegito nè. Cái cú que ngang giò của con Yugo phục vụ người ta. Còn 5% máu cho Vegito. Không biết là bạn có làm nên chuyện với cái 5% máu này là không đây. Vẫn còn cơ hội kết thúc ván đấu cho Mr. Duck anh em. Như vậy là 5% máu đã làm nên chuyện cho Vegito. Với một cái pha cắn. Mr. Duck thì sau một khoảng thời gian bạn trở lại thì đầu game đến giờ mình có thể thấy là bạn combo nó hơi sượng sượng anh em. Vẫn còn hơi sượng sượng nha. Vẫn có cái gì đó sượng sượng trong con Yugo. Có thể là khớp của nó người ta đang chắc chắn rồi. Ulti 28 hit. Ba nho rất là nhanh nghiêng về cho Mr. Duck. Chúng ta cùng xem con Vegito có gì đặc biệt hay là không đây. Xin lỗi, con China của Vegito. Hình như bạn Vegito gặp một cái vấn đề bàn phím giống mình, anh em bạn vuốt chéo lùi o mà nó ra chéo lùi vuông ấy. Đó. Đúng cái chiều đó luôn. Nãy giờ mình quan sát là mình thấy bạn có lẽ là bạn bị lỗi bàn phím giống mình anh em. Có nghĩa là đang trong combo mà vuốt chéo lùi o nó sẽ vướng vướng ra cái chéo lùi vuông như vậy á. Không biết sao nữa. Thì nãy giờ mình thấy bạn cũng bị dính 2-3 cái. Chắc có lẽ là cũng giống mình rồi. Một pha né dưới cực kỳ nhạy của Mr. Duck. Được cái lưng. Rồi xong game luôn. Như vậy là tỷ số đầu tiên nó nghiêng về cho Yugo của Mr. Duck anh em. Mặc dù là có một cái style nó cũng chưa có mướt lắm của Mr. Duck nhưng mà vẫn giữ được cái chiếu trên, vẫn thúc được ván đấu cho Yugo. Chúng ta cùng xem ở cái ván đấu này Vegito có gỡ hòa được hay là không đây. Hất liên tục luôn. Hên quá cái cú đập bóng rổ nó bị lố đà anh em. Nó mà đúng đà là xong game nãy giờ rồi. Lóc được đòn của Mr. Duck rất là hay luôn anh em ơi. Vegito lóc được cái đòn nó cực kỳ hay luôn anh em. Đón được cái chiêu của con Yugo đó. Lóc được cái đòn mà phản công lại. Đó, thấy là em thấy không? Em thấy bạn lóc đòn hay không? Đó, đón được đòn của con Yugo và lóc được. Cho nên là có cơ hội tấn công cho bạn Vegito rất là cao anh em. Bạn cũng dày dặn kinh nghiệm rồi đó. Ây da, dính một cái chiêu rớt từ trên không xuống bấm nhẹ cái ốc o của Mr. Duck. Như vậy là xong game này cho Vegito rồi. Hay nho nghiêng về cho Vegito. Nhìn cái style của bạn Vegito này mình rất là nhớ một cái người hồi xưa. Bạn này bạn nổi lên một thời với bạn Phạm Hùng BTA. Đó là bạn Hoàng Thế Anh đó anh em. Bạn đánh style con Sina y chang như thế này luôn. Bạn chắc cũng khoảng 4-5 năm trước rồi. Bạn Hoàng Thế Anh, bạn nổi lên một thời với Phạm Hùng BTA đó. Đánh con Sina y như thế này luôn.
Chúng ta sẽ cùng xem trận đấu này Vegito sẽ đánh như thế nào đây. Chắc chắn là xong game cho Vegito rồi. Ba nho đã nghiêng về cho Vegito. Một cái viễn cảnh cân bằng tỷ số rất là gần rồi anh em. Có perfect hay là không? Có perfect cho Vegito hay là không đây? Dồn góc rồi. Bị khiêu nhẹ cái rồi, mất cái pha perfect rồi anh em. Như vậy là tỷ số đã được cân bằng anh em. Một pha dồn dậu của Vegito. Dồn góc mít đất không đỡ được luôn anh em. Mr. Cancel Mid liên tục luôn, đúng là Mid luôn. Mr. Cancel Mid bị hất lên và chạy ra sau lưng, đúng như cái combo của Shishimaru luôn em các bạn. Combo đó của Shishimaru rồi. Này là đệ tử chân truyền của Shishimaru rồi anh em. Combo y chang luôn. Con Sina anh em nhìn cái style đánh ấy. Kết thúc ván đấu cho Vegito với 3 cái phát đánh bòi luôn. Style chẳng khác gì Shishimaru luôn anh em. Anh em xem lại mấy clip mà Shishimaru đánh con Sina y như thế này luôn. Rồi xong game luôn rồi. Rớt từ trên xuống là kiểu gì cũng dính cú cào dưới hết. Hai nho đầu tiên nó nghiêng về cho Vegito. Vegito là cái con lưỡng long hợp thể của Son Goku đúng không ta? Mình nhớ là như vậy ấy. Rồi xong game, có xong game hay không đây? Chưa xong game cho Mr. Duck. Có khi nào bị lật kèo đây không anh em? Một pha recovery bậc 2 của Vegito. Recovery bậc 2 cực kỳ nhảy luôn và như thế nào đây? Một pha né được phía dưới của Mr. Duck. Phản công liên tục luôn anh em. ACB mình không thấy kịp nào bình luận nên có đánh bòi hay không đây? Không có đánh bòi đến từ vị trí của Mr. Duck và có thể trả giá, không trả giá rồi. Như vậy là một pha rút ngắn của Mr. Duck anh em. Rất là kiểu như rất là cũng hơi tiếc cho Vegito ấy. Hai bên kiểu như đảo combat, đảo kèo liên tục luôn. Ôm dưới hụt của Vegito, pha ôm dưới đó có thể cancel và đánh tiếp nha anh em. Hình như đoạn này hai bạn mới lắc hay sao ấy. Rồi. Có lắc hay là không mình cũng chẳng biết nữa. Nếu mà không lắc thì chắc có vẻ là nhào vô liên tục rồi anh em, chắc hơi lắc ấy. Rồi, dính combo nữa rồi. Một pha bắt ôm dưới gai đòn cực kỳ hay của Vegito anh em ơi. Hay quá. Tâm lý đang ACB mà gài được cái chiêu ôm dưới đó hay ta. Hai nho đều đã được cân bằng cho Mr. Duck. Tâm lý đang ACB mà gài được cái chiêu ôm dưới đó hay á. Cực kỳ hay cho Mr. Duck đấy. Rồi, thắt chón luôn. Rồi, xong game. Ê, cancel hụt rất là may cho Mr. Duck anh em. Có cơ hội phản đòn, không có cơ hội phản đòn rồi. Vừa bình luận có cơ hội phản đòn là bạn Mr. Duck gãy kèo ngay. Không cancel được cái chiêu lên o. Có xong game này, ê, đù, lộn vô tường rất là phiêu luôn anh em. Kết thúc ván đấu. Một pha bật dậy rất là tai hại nữa của Vegito. Ba nho điều, chúng ta sẽ cùng đến với round cuối cùng này. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Tân binh Vegito hay là già dơ Mr. Duck anh em? Có vẻ như là vấn này đang nghiêng, nói chung là cũng chưa biết được. Tại vì cái này chính là combo là coi như xong anh em. Lợi thế đang nghiêng hoàn toàn về Vegito luôn rồi. Để có thể đảo chiều anh em, combo này có thể đảo chiều được rồi. Có thể đảo chiều cho Mr. Duck một cái pha lóc đòn hoàn toàn của Vegito luôn anh em. Gọi đưa cái lưng. Ôi, một cái pha đang combo đảo chiều của Mr. Duck nhưng mà bị lố đà ở những cái đoạn cuối nè. Cho nên là đưa cái lưng cho Vegito đánh luôn. Tỷ số là 2-1 nghiêng về cho Vegito. Vegito, rồi. Vegito đang có vẻ như là bắt bài được Mr. Duck rồi anh em. Bạn có vẻ là bạn đang bắt bài được Mr. Duck rồi anh em. Vegito có thể nói trình độ hiện tại là chắc cũng ngang ngửa bạn The Pyre rồi anh em, bạn Long ấy, Long The Pyre ấy. Khá là cứng kèo rồi anh em. Chúng ta sẽ cùng xem, một nho đầu tiên nó nghiêng về cho Sina nữa rồi.
trận đấu này chắc có lẽ là chúng ta không được xem nhiều con đâu, tại vì thấy remake cái con hai con này liên tục rồi, không biết là có xem được những cái con khác nhiều hay là không đây, hay là chỉ là China với lại Hugo. Mr. Duck với những cái màn combo cũng không mướt cho lắm anh em. Đầu game đến giờ trận này là trận thứ tư rồi nhưng mà vẫn chưa mướt. Round thứ ba, dash luôn, không thèm combo luôn. Né được cái chiêu đó hay vậy Vegito. Lưng kìa, một cái pha đọc vị chờ biến thú nhưng mà không combo tiếp được của Mr. Duck. Uổng ghê ta. Rồi xong rồi, ê, đáng lẽ là một cú cào nhưng mà bị hụt của Mr. Duck anh em. Đáng lẽ là một cú cào đó nhưng mà không biết bấm sao nó thành chiều tới o và kết thúc trận đấu cho Vegito. Có, ê, kết thúc trận đấu cho Mr. Duck rồi. Tỷ số là một nho, đây được rút ngắn nè. Chúng ta sẽ cùng đến với round thứ tư. Rõ liên tục luôn, không có recovery mà hay. Có buffet là không đây, không có buffet rất là tiếc cho Mr. Duck. Có một cái pha biến thú của Vegito cho nên là hên pha đó. Pha đó không có biến thú là quay ngược lại quặp cái là dính cái ulti rồi. Mr. Duck này không bằng Mr. Duck ngày xưa anh em ơi. Mr. Duck này hơi bị cứng tay rồi. Mr. Duck ngày xưa quánh ghê lắm, Mr. Duck này hơi là Mr. Duck hàng Red 1-1 rồi anh em ơi. Đánh không có mướt gì hết á. Combo mid liên tục luôn kìa. Rồi, xong game cho Mr. Duck rồi. Không có đánh bòi, không có đánh bòi anh em. Một pha bật dậy rất là dài của Mr. Duck và bị Vegito gài đòn. Ba nho đã nghiêng về cho Vegito. Chúng sẽ cùng đến với round tiếp theo. Nhồi liên tục luôn, không có pha cancel, bị cancel mid uổng cho Mr. Duck quá. Đáng lẽ là cái pha đó bạn ulti đấy, bạn tính ulti hay sao ấy. Perfect khá là cồng kềnh, không tính pha này, không tính vô những cái pha perfect nha anh em. Nó perfect nhưng mà nó không phải hoàn hảo cho lắm. Thì da bật dậy, ê, hay quá, phát này không bật ra, rồi xong game luôn. Rồi xong rồi, ulti rồi. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên cho Vegito 3-1 nha anh em. Vegito vươn lên dẫn đầu rồi anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một trận solo China. Chúng ta sẽ cùng xem con China của Mr. Duck có bật lại con China của Vegito hay là không đây. Cầm Hugo mà cự không lại China của Vegito, sao cầm solo China lại đúng không? Mình chỉ nói vui vậy thôi nhưng không biết là con China của Mr. Duck sẽ đánh như thế nào. Rồi xong game này cho Mr. Duck nữa rồi. Đầu game đến giờ không thấy Mr. Duck recovery bậc 2 ra. Chọn. Lại bật dậy nữa. Sao mấy ông này ham bật dậy vậy ta? Đánh với cao thủ mà cứ thích bật dậy thôi. Vegito đã không biết đánh rồi đấy. Đừng có khinh thường ổng nha. Xong game này cho Vegito rồi. Một nhỏ được cân bằng. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của round thứ 3. Không có hất chón, không có hất luôn. Cancel liên tục nhưng mà không có một pha nào hất lên để combo cả. Hay với Mr. Duck ơi, combo hơi nụt rồi đấy, hơi nụt rồi đấy. Một pha recovery bậc 2 của Vegito nhưng mà không cứu được cái pha combo thứ 2. Không recall nổi mấy pha đó đâu anh em ơi, recall được cái thôi chứ thêm cái nữa thì sượng liền. Hay quá Mr. Duck ơi, canh đúng đoạn luôn. Này thì combo. Ê, lỗ đà. Lỗ đà từ một cái pha đánh tính chạy đánh đá ngược lại đó anh em, nhưng mà nó thành cú dash luôn.
Đó, đó là nản tính đá của nó đó, rất là hay cho Vegito. Có bật phát tính được vị trí của Vegito hay là không đây? Không hất lên được, tiếng hất cứ lên được nó quật đầu cái ulti nó là xong rồi. Bị lố đà hoài vậy. Có rút ngắn được tỷ số hay là không đây, hay vẫn sẽ là ba nhó đây? Có cơ hội rút ngắn cho mấy cái đất rồi, cho Vegito rồi, cái nữa là xong rồi, chỉ cần khiêu nhẹ cái là xong rồi. Đó, không biết ngay mà. Hai nho để được rút ngắn anh em, mình cùng xem. Có ba nho hay là không đây? Hất lên được của Mr. Duck và né được trên không của Vegito, bật một cái cú chạy tới đâu sẽ tới được đụng đầu luôn, rất là nhanh luôn anh em. Anh em đánh tôi liếu lưỡi tôi mình lưỡng kịp luôn anh em. Từ từ anh em ơi, từ từ, quý quý quá tôi không biết tôi nói gì luôn ấy. Rồi xong game cho Vegito, như vậy là ba nho đều. Chúng ta cùng đánh với round tiếp theo. Tỷ số hiện tại đang là 3-1, nhưng về cho Vegito một màn nhảy ra sau lưng và bị hất lên nữa rồi. Không có biến thú từ vị trí của Mr. Duck. Có perfect là không đây, không có perfect rồi, bị khiều cái rồi. Có cơ hội kết thúc trận đấu cho cả hai nha nè, đang kiểu như đang đồng ấy. Rồi xong. Những cái pha chạy ra sau lưng cực kỳ hay của bạn Vegito. Ôm dưới hụt rồi vuốt luôn nha, ôm dưới hụt là vuốt luôn được nha anh em. Anh em nhiều khi anh em mới anh em chưa quen ôm dưới hộp cái anh em bỏ luôn, nhưng mà ôm dưới hộp là ôm combo tiếp được nha, bằng một chiêu vuốt ấy, nó nói chiêu được mà. Bốn nho đã nghiêng về cho bạn Vegito, sẽ là 4-1 chứ. Chúng ta sẽ cùng xem. Rồi Mr. Duck hơi rén rồi anh em ơi, Mr. Duck hơi rén cái ván này rồi. Bạn combo hết nột rồi anh em. Như mình thông báo ở cái trận trước đấy, đây là Mr. Duck rep 1-1 nha anh em. Mr. Duck này không còn như Mr. Duck của vài tháng trước nữa. Có vẻ như là phong độ đã bị sụt giảm rồi anh em. Không phải là mình ở đây, mình không phải là mình hạ thấp bạn với Mr. Duck để mình nói bạn Vegito thắng không có vinh quang, nhưng mà thật sự là bạn Mr. Duck bạn đánh không có như mấy lúc trước nữa nè. Nhìn cái combo bạn không còn nột như khoảng 1-2 tháng trước nữa. Còn bạn Vegito thì hiện tại bạn đang đánh cũng khá là mướt đó nè, trình độ mới lên cũng khá là nhanh rồi đấy. Cái này chắc bạn cũng nói không quá thì bạn Vegito hiện tại đang ngang kèo với, gần ngang kèo The Player thôi, gần ngang thôi chứ chưa ngang đâu nha. Và được khoảng một nửa Shishimaru rồi đấy. Còn Mr. Duck thì hiện lúc trước đánh ngang kèo với Shishimaru luôn anh em. Nhưng mà do có vẻ như là những thời gian bận gần đây bạn ít đánh online cho nên là nó hơi bị khựng khựng lại nên cái trình độ nó hơi bị xuống chút xíu thôi. Rõ ràng là những cái combo của bạn không có mướt như cái lúc trước nữa. Đó. Phải mướt như vậy đó mới đúng là Mr. Duck đó. Có buff hết là không đây, có buff hết luôn. Đánh gài đòn không cho Vegito đỡ luôn anh em. Một pha recover và đạp sau của Vegito. Không có cắn luôn. Đá điện xong là phải cắn chứ. Vậy mới đúng bài. Rồi xong game. Chưa xong. Có mana. Ý chạy kìa, chạy kìa. Cái pha mà nhảy lui đó là hơi bậy nha, pha nhảy lui đó là hơi bậy nha. Như vậy là kết thúc ván đấu cho Vegito, ba nho. Ở ván trước hình như là ba điều đúng không? Không biết ván này có ba điều nữa không đây. Kìa combo liên tục của Mr. Duck luôn kìa đó, chờ biến thú luôn kìa, gãy luôn, hay quá. Rất là nột luôn, chờ cho đối thủ biến thú và combo tiếp luôn. Rất là hay Mr. Duck ơi. Đó, chắc pha combo vừa rồi mới đúng là trình độ của Mr. Duck đó anh em. Chúng ta cùng xem ở cái ván đấu này sẽ đánh như thế nào đây. Có lật kèo cho như thế nào đây. Như vậy là kết thúc ván đấu cho Mr. Duck anh em. Tỷ số được rút ngắn là 4-2 nha anh em. 4-2, có rematch hay không đây? Chắc không rồi, để lâu này chắc là không rồi. Đâu, có rematch à. Chúng ta sẽ cùng xem lại trận rematch giữa hai con Shina. Shina quần xanh lá cây và Shina quần xanh blue. Một pha cắn của Mr. Duck, có vẻ như là pha này rematch của Vegito đó anh em. Rồi, chính. Chạy ra sau y như những cái chiêu của Shishimaru luôn. Lưng rồi sao chống được.
Hay quá Vegito ơi. Chúng ta sẽ cùng đến round tiếp theo. Rồi. Vô gồm của Mr. Duck rồi kìa. Có biến thú. Biết ngay mà nướng đã chút xíu là được rồi. Đất hơi gấp rồi nè. Sau đó Mr. Duck hơi gấp rồi nè. Như vậy là một nho đã được cân bằng. Mình cũng đến với round tiếp theo. Chưa mất giọt máu nào cho mấy cái đất cả. Có buffet ấy. Chắc bị khều một cái mà chưa mất máu nhưng mà nó sẽ bị giật chút xíu nè. Knock out chứ không phải là buffet nha nè. Combo hụt của mấy cái đất anh em. Kìa. Vegito phản đòn. Rồi lại dính. Ấy hay quá, hên quá. Như vậy là như thế nào đây? Có kết thúc cuộc đấu cho mấy cái đất. Rồi xong game cho Vegito rồi. Rồi luôn bất ngờ diễn ra luôn. Như vậy là hai nho đã được cân bằng anh em. Chúng ta sẽ cùng đến round tiếp theo, một pha kẹp cổ luôn. Vegito đang đánh con Sina có vẻ khá là cứng cáp anh em ơi. Dọng góc nữa rồi, dọng góc mấy cái đất rồi. Rồi, lưng kìa, rồi luôn, dash luôn, ghê quá. Có ulti nào không đây? Rồi, cái nữa. Một pha bật dậy rất là ẩu của Vegito nè. Pha đó hơi gấp rồi, chậm lại xíu em. Hay quá, có buffet cho Vegito hay là không đây? Trời ơi, uổng ghê. Gài đầu hất lên cái nữa là ngon rồi. Ôi uổng ghê, xém xíu là có buffet rồi nè. Chút xíu nữa thôi là có buffet cho Vegito rồi. Uổng ghê. Đó. Cancel miss của Vegito. Rồi phần trăm đang nghiêng về Vegito chút xíu để có lợi thái máu nhiều hơn. Rồi như vậy là xong game. Ý chưa còn chút xíu. Còn cơ hội cho mấy cái đất anh em ơi. Có combo gỡ hoài cho Mr. Duck hay là không đây? Cố lên nào em ơi. 24. Như vậy là kết thúc ván đấu cho Mr. Duck anh em. Tỷ số là 4-3 nghiêng về cho Mr. Duck. Như vậy có vẻ là chúng ta được xem con mới rồi anh em. Chúng ta có vẻ là được xem con mới rồi. Con gì đây? Con Sting của Mr. Duck và con Garou của Vegito. Hơi ẩu cho Vegito cái ván vừa rồi nè. Đánh mà cứng lại chút xíu là kết thúc cái ván đấu nãy cho Vegito rồi. Tại đang lời máu rất là nhiều luôn. Rồi vô gồm rồi. Combo cũng khá là dài nhưng mà do cái độ trâu bò của con Sting này không có thấm được bao nhiêu hết. Ulti, như vậy là xong game cho Vegito. Và Gado của Vegito hiện tại đang rất là cứng rồi anh em. Rất là ngon luôn. Cái nữa, đó biết ngay mà. Rồi, vô combo của Gado nữa rồi. Nhưng mà con Sting dạng thú này chịu combo ngon lắm anh em. Chắc cỡ hai combo của con Gado nó mới hết được cái máu. Rồi xong game này cho Vegito rồi. Như vậy là chúng ta sẽ cùng đến với round tiếp theo. Rồi nắm chân. Có thú. Rồi chón luôn. Không có nắm chân luôn. Con Sting của Mr. Duck có vẻ như là combo không có nuột bằng con Sting của Ogatatsumi. Không có vuốt ôm anh em. Không có vuốt ôm của con Sting. Rồi xong game rồi. Đánh bòi, không có đánh bòi luôn. Này thì không đánh bòi, này thì nhân nhượng. Rồi
xong game cho Nick Drake anh em. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của round tiếp theo. Cầm con Gado này nhưng mà gặp con Stone combo cũng hơi căng anh em. Nó phải là combo cũng phải rất là dài luôn phải mới kết thúc được cái ván đấu đối với một con Stone dạng thú anh em. Có thể nói là combo lên con Stone này tốn gấp 2 công sức ấy. Rồi, đó, anh em thấy không? Ôi, một pha recovery bậc 2 của Vegito. Xong game. Hồi nãy mà không có recovery bậc 2 là dính cú đập đầu nha anh em. Dính cú đập đầu của Vegito ấy. Chú bị đánh chân hoài. Lưng. Vô combo ấy. Ổn quá. Không biết là có kết thúc ván đấu này cho Mr. Duck hay là không đấy. Con Stun combo khá là vất vả anh em. Combo không dài và con Gado cũng không thể combo được con Stun này luôn. Nói chung là hai ông đều rút đánh kiểu rỉa máu anh em. Hai nho đều rút ngắn cho Gado. Chúng sẽ cùng với round thứ 6 anh em. Anh em nhớ like, share và đăng ký kênh nha anh em, để khi mình tải cái video mới nhất lên anh em có thể kịp thời theo dõi. Mình là GM Power đến từ cộng đồng đấu trường thú Việt Nam. Anh em muốn tham gia đánh online vui lòng đọc cái mô tả, mình có để cái đường dẫn để vào nhóm của anh em mình đó. Thì do đó mình xem bài game và có cách tải đánh online luôn nha anh em. Mình là GM Power đến từ cộng đồng đấu trường thú Việt Nam. Đây là trận đấu giữa một tân binh tên là Vegito, bạn Huy Nguyễn, đánh với Mr. Duck là bạn Phú Thịnh. Chúng ta sẽ cùng xem diễn biến của round cuối cùng này sẽ như thế nào đây. Chiến thắng sẽ nghiêng về cho Stone hay là combo dài của cái đấu đây. Ăn đam nằm rất là lâu nè. Ăn đam nhiều nằm rất là lâu. Rồi, rồi luôn, quên tí, xong game như vậy là xong game cho Mr. Duck rồi nè. Hiện tại tỷ số đang là 5-3 nha anh em. Chúng ta cùng xem, ở cái ván đấu vừa rồi thì Stun đánh cũng rất là hay. Nhưng mà không thể chiến thắng được cái con Gado này cũng rất là uổng anh em, rất là tiếc cho Mr. Duck nha. Không có một chiêu vuốt ôm nào đến từ vị trí của Mr. Duck cả. Nếu mà Oga Tatsumi hoặc là một cái người chơi ví dụ như là Shinigami Hora thì sẽ là có những cái chiêu vuốt ôm rồi anh em. Vuốt ôm và cancel ngay cái ôm thứ hai luôn. Rồi. Có perfect cho Mr. Duck hay là không đấy, xin lỗi. Một pha recovery bậc 2 nữa của Vegito anh em. Liên tiếp là những cái pha recover để né được cái combo của Stun. Vegito hiện tại là trình recover cũng ghê lắm rồi đó anh em ơi. Ây. Rồi, dính cái chiêu Stun của Mr. Duck luôn. Này thì cắn tầm 7, này thì bật dậy. Không có đánh bồi đến từ vị trí của Vegito, một pha cắn. Như vậy là kết thúc ván đấu, tỷ số là một nho đều nè. Chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của round tiếp theo. Mr. Duck lúc này đánh đòn lẻ không ta? Bật kìa. Không có một cái chiêu vuốt ôm nào đến từ vị trí Mr. Duck cả. Phải vuốt ôm thì mới combo dài được. Nếu mà cầm con Stun này mà biết vuốt ôm thì sẽ combo khoảng nửa cái máu của con Gado. Rồi, chón luôn, rồi luôn. Gần hết cho máu Gado liền, thấy không anh em, thấy không? Né được rất là hay của Vegito luôn anh em. Một pha bị lệch sai và kẹp cổ. Như vậy là hai nho nghiêng về cho Mr. Duck. Chúng sẽ cùng đến round tiếp theo. Như thế nào đây, hất chón. Không có nắm chân, không có nắm chân anh em. Cái gì vậy? Sao đứng im, hang đứng im vậy? Có combo hay là không đấy?
cancel mid của Vesto anh em. Kìa, Yogo nữa kìa, cái nữa cắn đúng rồi, và đánh như vậy anh em, hai nho đều đã được cân bằng cho Vegito. Chúng sẽ cùng đến với diễn biến của round tiếp theo. Không biết là con Gado có chiến thắng thêm một màn nữa hay là không đây. Hai ông này đánh kiểu nó bị sượng sượng ở cái round này nó thế nào anh em. Đánh kiểu hơi khó bình luận mình nói thiệt. Xin lỗi anh em là đánh bây giờ anh em đánh hơi sượng quá, mình không có bình luận được anh em. Nắm chân. Có thể là ván đấu này sẽ thua cho Gado nha anh em, có thể là sẽ thua cho Gado ấy. Chưa chắc đâu em, chưa chắc đâu. Một pha cancel hộp của Gado và trả giá bằng một nho. Như vậy là ba nho nó nghiêng về cho Gado, cho stun của Mr. Duck. Thì combo 7 mà cứ combo đi tới hoài không ngừng lại ta. Nắm chân luôn nè, được chưa, nắm chân luôn, hay quá. Hay quá Tô ơi. Hay quá em Tô ơi, đúng rồi, phải combo như vậy đó bạn Duck ơi. Đó. Bạn Duck không làm mình thất vọng rồi, đúng là phải combo như vậy đó. Rồi, dính vô gỗ, ấy lộn chiêu. Dính có nắm chân rồi nha. Biết ngay mà, biết ngay là sẽ dính có nắm chân. Như vậy là tỷ số là 5-4. Hẹn gặp anh em ở cái video tiếp theo nha. Mình là James Power.